Một ngày nọ, tiểu hòa thượng chạy đến thỉnh giáo lão sư. Sư phụ, cuộc đời một con người có giá trị lớn đến đâu? Lão hòa thượng nói. Người hãy ra xa hoa viên, lau chùi sạch một khối đá rồi đem ra chợ bán. Nếu có người hỏi giá, người không cần phải nói gì, chỉ cần chìa hai ngón tay ra. Nếu người ta trả giá thì người cũng không bán, cứ ôm đá về. Ta sẽ nói cho người biết giá trị nhân sinh lớn thế nào. Vâng lời sư phụ. Rạng sáng hôm sau, tiểu hòa thượng ôm khối đá lớn ra chợ bán. Trong chợ, người đến người đi, ai nấy cũng đều rất tò mò. Một bà chủ đi tới hỏi: "Khối đá này bán bao nhiêu tiền?" Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay ra. Bà chủ nói: "2 đồng à?" Hòa thượng lắc đầu. Bà chủ kia lại nói: "Như vậy là 20 đồng. Được rồi, ta sẽ mua về để nén dưa muối." Tiểu hòa thượng nghe thấy thế, thầm nghĩ: "Ôi, tảng đá không đáng một đồng này, lại có người bỏ ra 20 đồng để mua, thật khó tin quá." Sau đó, nghe lời dặn của sư phụ, tiểu hòa thượng vẫn không bán, hớn hở ôm đá chạy về gặp ngài. "Sư phụ, hôm nay có vị thí chủ nguyện ý bỏ ra 20 đồng để mua khối đá. Giờ người có thể nói cho con biết đời người có giá trị lớn đến đâu đi?" Thiền sư nói: "Không vội. Sáng mai ngươi hãy đem khối đá kia đến viện bảo tàng. Nếu có người hỏi giá, ngươi cứ giơ hai ngón tay. Nếu người ta trả giá, ngươi vẫn không bán, tiếp tục ôm đá về, thầy trò ta sẽ bàn tiếp." Tại viện bảo tàng, một đám người tò mò vây lại xem, xì xào bàn tán: "Khối đá bình thường như thế này có giá trị gì đâu mà đem vào viện bảo tàng chứ? Khối đá mà được bày trong viện bảo tàng thì ắt là có giá trị, chỉ là chúng ta không biết thôi." Lúc này, có người bước ra từ đám đông, lớn tiếng hỏi tiểu hòa thượng: "Tiểu hòa thượng, khối đá này giá bao nhiêu vậy?" Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay. Người kia nói: "200 đồng. Tiểu hòa thượng lắc đầu. Người kia lại nói: "Vậy thì 2000 đồng nhé, tôi muốn mua nó để điêu khắc tượng Phật." Tiểu hòa thượng nghe thế, lùi lại một bước, vô cùng kinh ngạc. Cậu vẫn theo lời dặn của sư phụ, ôm khối đá kia về núi. "Sư phụ, hôm nay có người muốn bỏ ra 2000 đồng để mua khối đá kia. Bây giờ người nói cho con biết giá trị đời người nhiều nhất là bao nhiêu đi?" Lão hòa thượng cười nói: "Ngày mai ngươi hãy tiếp tục đem khối đá kia đến tiệm đồ cổ vẫn như cũ. Có người trả giá thì hãy đem nó về. Lúc đó sư phụ nhất định sẽ nói cho ngươi biết đời người giá trị như thế nào." Tiểu hòa thượng lại ôm tảng đá kia đến tiệm đồ cổ, vẫn giống như trước. Vài người vây lại xem rồi bàn tán: "Đá gì vậy? Khai quật ở đâu vậy? Có từ triều đại nào? Dùng để làm gì đây?" Cuối cùng, một người tới hỏi giá: "Tiểu hòa thượng, khối đá này giá bao nhiêu?" Tiểu hòa thượng vẫn như cũ, chỉ giơ hai ngón tay lên: 2000 đồng. Tiểu hòa thượng nghe vậy thì trố mắt, há hốc mồm. Vị khách kia nghĩ mình trả giá quá thấp đã chọc tức tiểu hòa thượng, lập tức chửa lời: "À không, không, tôi nói nhầm, trả cho cậu 20 vạn nhé." 20 vạn. Tiểu hòa thượng nghe đến đó, lập tức ôm khối đá, chạy vội về núi gặp sư phụ. Vừa tới nơi, cậu thở hổn hển nói: "Sư phụ, sư phụ, hôm nay có thí chủ trả 20 vạn để mua khối đá này. Giờ thì người có thể nói cho con biết giá trị lớn nhất của đời người là gì đi?"
Lão hòa thượng xoa đầu tiểu hòa thượng, từ bi nói: "Tiểu tử à, cuộc đời ngươi có giá trị lớn ngần nào, cũng giống như khối đá kia vậy. Nếu ngươi đem mình ra chợ bán, ngươi chỉ có giá 20 đồng. Nếu ngươi đem mình vào viện bảo tàng, ngươi liền có giá trị 2.000 đồng. Nếu ngươi đem mình đặt ở tiệm đồ cổ, ngươi có giá 20 vạn. Nền tảng khác nhau sẽ đặt định vị trí khác nhau, giá trị nhân sinh cũng sẽ vì đó mà hoàn toàn khác biệt. Cuộc đời mình đã được bạn đem bày biện ở phòng đấu giá nào chưa? Không sợ người khác coi thường, chỉ sợ bạn coi thường chính mình. Ai nói bạn không có giá trị, trừ phi bạn đem mình giống như tảng đá kia, đặt trong đám bùn lầy. Bất kỳ ai cũng không thể quyết định cuộc đời của bạn, bởi quyền lựa chọn là nằm trong tay bạn. Một người là ông chủ, gặp khó khăn sẽ không dễ buông xuôi. Nhưng người làm công thì tâm thái lại khác. Là vợ chồng thì cãi nhau nhiều, cũng không dễ mà ly hôn. Nhưng đôi tình nhân quen nhau chưa lâu thì lại khác. Người bình thường không chịu nổi ủy khuất, cần phải được người khác động viên, an ủi. Đối với chuyện bất bình thì chỉ như muốn trút hết tức giận. Người có thể thành vĩ nhân, khi gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bỏ qua. Hơn nữa là trở thành bờ vai để người khác dựa vào. Có đệ tử hỏi lão hòa thượng: "Sư phụ, ngài có lúc lại đánh người, mắng người, nhưng có lúc lại hòa nhã với người. Vì sao vậy?" Sư phụ nói: "Đối với người thượng đẳng, lòng dạ ngay thẳng, thì có thể đánh, có thể mắng, lấy chân diện mà đối đãi. Đối với người trung đẳng thì cần dùng phép ẩn dụ, cần giảng đúng mực, bởi hắn chịu không nổi trách mắng. Đối với người hạ đẳng thì cần mặt mỉm cười, hai tay hợp thập, bởi hắn rất yếu ớt, tầm mắt eo hẹp, chỉ nên dùng lễ tiết thế tục mà đối đãi. Người chịu được loại ủy khuất nào thì sẽ quyết định người trở thành loại người nào. Một người không biết làm việc thì cho dù có thay đổi công việc cũng không giải quyết được năng lực của mình. Một người không biết trân quý gia đình thì có đổi vợ, đổi chồng cũng vẫn vậy. Một ông chủ không hiểu biết thì tuyệt đối sẽ không có được thành công lâu bền. Bản thân chúng ta là nguồn gốc của tất cả, vậy nên muốn thay đổi hết thảy, đầu tiên phải thay đổi chính mình. Bạn là ánh mặt trời thì thế giới của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời ấm áp. Bạn biết yêu thương, cuộc sống của bạn liền ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc. Một niệm lên thiên đường, một niệm xuống địa ngục, trong lòng bạn đang như thế nào thì cuộc sống của bạn chính là như vậy.